Tóm gọn toàn bộ diễn biến drama của Hiền Hồ, tưởng kết thúc nhanh như chớp nhưng một đêm ngủ dậy khéo thành người tối cổ. Tối ngày 19 tháng 3, mạng xã hội rầm rộ thông tin một nữ ca sĩ Gen Z giật chồng đàn chị và địa điểm hẹn hò chính là sân golf, nơi nữ ca sĩ thường xuyên check-in sang chảnh. Ngay sau đó, một loạt những nhân vật bất ngờ bị kéo vào thị phi nhưng đã ngay lập tức đăng đàn phủ nhận. Tôi và bố bo không liên quan đến mấy chuyện đó. Đang yên đang lành tự nhiên bị lôi vào cái drama gì kỳ kỳ. Thông báo cả nhà là gia đình em đang rất hạnh phúc và bình yên nhé. Tối ngày 20 tháng 3, một tài khoản bất ngờ đăng tải hình ảnh Hiền Hồ có cử chỉ thân mật với một người đàn ông. Hình ảnh nữ ca sĩ được nửa kia tháp tùng đến sân golf và đón Tết cùng nhau làm cư dân mạng càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ thật sự giữa hai người. Sau khi loạt ảnh trên rò rỉ, Hiền Hồ khóa luôn Facebook cá nhân nhanh như một cơn gió. Không chỉ khóa Facebook cá nhân, Hiền Hồ tắt luôn tính năng bình luận trên YouTube ngay trong đêm vì bị spam. Cũng trong tối đó, thêm hình ảnh Hiền Hồ bên người đàn ông U60 tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội. Và ngay lúc này, danh tính người nọ được các thám tử mạng truy lùng. Cứ ngỡ drama tới đây là tạm ngưng, thì đúng giữa đêm, danh tính của vị đại gia ôm ấp Hiền Hồ sáng tỏ. Đó là CEO Nanogen Hồ Nhân. Tuy nhiên, nói về mối quan hệ với Hiền Hồ, vị doanh nhân nổi tiếng khẳng định cả hai chỉ là anh em họ và bộc bạch. Anh em nương tựa nhau, giúp đỡ nhau thôi, có gì đâu. Nương tựa, tiếp tục nương tựa, vẫn là nương tựa. Sau khi CEO Hồ Nhân lên tiếng, Hiền Hồ khóa luôn Instagram cá nhân. 14:20 ngày 21 tháng 3, mẹ vợ của CEO Hồ Nhân, bà Nguyễn Thị Sơn, lão Phật gia của tập đoàn Sơn Kim chính thức lên tiếng. Bà nhấn mạnh 6 điều quan trọng xoay quanh ồn ào của con rể và khẳng định, về pháp lý cho đến giờ phút này, anh Hồ Nhân và chị Hồng Vân vẫn là vợ chồng hợp pháp. Chiều ngày 21 tháng 3, các bà tám showbiz soi thêm một chi tiết liên quan đến ồn ào của Hiền Hồ. Đó là chiếc áo của đại gia U60 ôm ấp Hiền Hồ trong khách sạn, giống hệt với áo mà ông Hồ Nhân mặc khi chụp cùng vợ con. Đến cuối ngày 21 tháng 3, cư dân mạng được fan sốc toàn tập khi loạt ảnh Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân đi chùa, đi ăn, mừng sinh nhật cùng nhau lần lượt rò rỉ trên mạng xã hội. Nhìn những hình ảnh này, dân tình khá tò mò về mối quan hệ thật sự của cả hai, có như câu nói khẳng định anh em nương tựa của CEO Hồ Nhân trước đó. Thêm hình Hiền Hồ và anh em nương tựa bên nhau 3 năm. Vào dịp Trung thu năm 2019, tức là cách đây gần 3 năm, Hiền Hồ đã diện bộ trang phục và có kiểu make-up tương tự trong ảnh với đại gia U60 để quay clip nhún nhảy. Đồng thời dựa vào độ dài và cách tạo kiểu tóc, có thể cho rằng bức ảnh chụp bên đại gia U60 và clip Hiền Hồ tự đăng là cùng một thời điểm. Nếu chi tiết này là đúng, Hiền Hồ và người anh nương tựa đã ở bên nhau trong âm thầm được gần 3 năm. Chiều ngày 22 tháng 3, một người nhận là bạn thân của CEO Hồ Nhân đã lên tiếng về vụ việc. Theo đó, người này cho biết vụ phát tán ảnh ra ngoài có liên quan đến một thiếu gia ở Sài Gòn. Người này là bạn của Hiền Hồ. Liệu drama này sẽ còn tiếp diễn ra sao? Chúng ta hãy cùng chờ đợi nhé. Đừng đặt điện thoại xuống khi drama vẫn còn.